ngày 7 tháng 7, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu, đoàn công tác do Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình anh Võ Hồng Tuấn ở thôn An Phú, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Gia đình anh Tuấn có 3 con nhỏ mới bị đuối nước, thương tâm. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 5, Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất cùng các thành viên trong đoàn gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát người thân. Bên cạnh việc thăm hỏi, động viên về mặt tinh thần, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam thăm tặng quà hỗ trợ gia đình anh Tuấn sớm ổn định cuộc sống. Vào 11 giờ ngày 5 tháng 7, ba anh em ruột con của anh Võ Hồng Tuấn ở xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam đi theo ba mẹ ra bến 45 ở sông Khang, đoạn chảy qua xã Bình Sơn để đãi hến. Không may trong lúc vui đùa, ba anh em ruột đã bị đuối nước